Trong tập trước, La Phong đã thừa cơ lấy đi một khỏa liễu mộc tâm ngàn năm trước mặt đám người Tạp Đặc Lan. Sau thoáng chốc giao thủ, anh cảm thấy thực lực của tên kia vô cùng mạnh. Vẫn nên đào sâu hơn xuống lòng đất để lần trốn cho chắc ăn. Đào đến 3.000 mét cũng thông tới hang động. Trên mặt đất, Tạp Đặc Lan tức giận tra hỏi Lý Diệu, lão ta đành phải tiết lộ mọi chuyện, vậy nhưng vẫn không quên lươn lẹo. Lấy lý do là cho rằng anh đã chết dưới tay quái thú trong hồ nên mới không nói. Hắn ta đương nhiên nghe tới cái tên La Phong, bởi vì anh gần đây đã tạo được tiếng vang lớn khiến nhiều thế lực chú ý. Tạp Đặc Lan suy đoán rằng La Phong nhất định đã gọi trợ thủ. Người của võ quán cực hận rất nhanh sẽ đến, nên tranh thủ thu thập thảo mộc chi linh mới là việc chính. Phải làm xong trước khi người của võ quán cực hận đến đây. Sau khi rơi xuống hang động, cảm thấy nơi này an toàn nên anh quyết định sẽ hấp thu liễu mộc tâm ngàn năm. Bây giờ ăn nó để mạnh lên mới là lựa chọn tốt nhất. Anh gọi điện về cho tổng đài của trại huấn luyện tinh anh để hỏi thăm cách sử dụng liễu mộc tâm ngàn năm. Được biết, chất lỏng bên trong là tinh túy, cách sử dụng là đâm rách vào ngoài rồi uống là được. Thực lực tăng vọt nhiều hay ít thì quá trình biến hóa cũng dài ngắn khác nhau. Bây giờ thực lực của anh còn kém hơn Lý Diệu được trang bị trang phục hắc thần một chút. Anh tin rằng sau khi mình sử dụng bảo vật này, liền sẽ không cần lo lắng hai vợ chồng Lý Diệu nữa. Anh sử dụng phi đao chém nát vào bên ngoài của mộc tâm, để lộ ra tinh túy của nó, sau đó há miệng nuốt vào bụng. Vừa mới thấm vào người La Phong đã cảm giác được gân xương da thịt trên toàn thân đều rung động. Tố chất thân thể tăng lên, tinh thần niệm lực cũng tăng lên theo tố chất thân thể. Cơ thể anh vượt qua được chướng ngại cảnh giới và bắt đầu quá trình lột xác. Quá trình hấp thu mộc tâm ngàn năm chỉ mất có 30 phút đã xong. 30 phút trước, đám người Tạp Đặc Lan vẫn còn mạnh hơn La Phong, vậy nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi. Một quyền mà anh tùy đánh ra cũng đánh ngang với một cú toàn lực trước kia. Tố chất thân thể tối thiểu cũng là chiến thần trung cấp, tinh thần niệm sư đạt cảnh giới chiến thần đỉnh phong. Thức hải đã gần như vô tận, nên tinh thần niệm lực của anh cũng giống như ngân hà vô cùng vô tận, cảm giác vô cùng cường đại. Không chờ đợi thêm, La Phong liền xông lên mặt đất nhằm tính sổ với đám người Lý Diệu. Trong lúc này, bốn người bọn họ vẫn đang chiến đấu với Liễu Thủ Vương. Liễu Thủ Vương phản công kịch liệt, vậy nhưng dưới sự liên hợp tấn công thì vẫn phải bó tay chịu chết. Tạp Đặc Lan lao lên và liên tục sử dụng phi kiếm đâm vào nhánh cây. Thực lực Liễu Thủ Vương giảm mạnh, Lý Diệu lợi dụng đặc tính của trang phục hắc thần biến ra một bàn tay khổng lồ, tóm gọn mấy chục nhánh cây. Tạp Đặc Lan nhanh chóng sử dụng phi kiếm chém đứt toàn bộ nhánh cây. Ăn xong chiêu này, Liễu Thủ Vương cũng bị thương nặng. Tên kia lập tức ghép 8 thanh phi kiếm lại một chỗ rồi phóng một kích toàn lực đâm xuyên gốc Liễu Thủ Vương. Tới đây thì Liễu Thủ Vương xong đời rồi, cả đám thừa cơ hội đó tấn công dồn dập. Rất nhanh, gốc cây cũng bị đánh hạ, đổ xuống mặt đất. Tạp Đặc Lan vô cùng vui mừng, hắn ra lệnh cho những người còn lại mau chóng tìm kiếm mộc tâm. Bây giờ người của võ quán cực hạn vẫn chưa tới, cho nên La Phong cũng muốn đi ra ngoài cướp đoạt. Anh tự tin là mình có thể đánh bại được bọn chúng nên hiên ngang bước ra ngoài. Bốn người bên kia nhanh chóng đi ra chặn đường. La Phong chẳng để bọn chúng vào trong mắt, vậy nhưng bọn chúng đã giúp mình chặt đổ Liễu Thủ Vương, bớt được rất nhiều công sức, vậy nên anh cũng không quên cảm ơn. Tuy nhiên lời cảm ơn này lại không khiến cho đám người bên kia vui vẻ mà ngược lại càng thêm phẫn nộ. Chúng nhanh chóng tấn công, ba người lao đến đánh cận chiến, một người ở bên ngoài điều khiển phi kiếm công kích. La Phong dễ dàng dùng sức một mình đánh cho ba tên chiến thần sấp mặt và ngăn chặn toàn bộ phi kiếm của Tạp Đặc Lan. Bốn người bên kia dù bị ăn đòn liên tục vậy nhưng vẫn không bỏ cuộc. La Phong đẩy lui từng người rồi chủ động lao đến tấn công Lý Diệu, đánh một đòn cực mạnh khiến lão ta bay như trong chóng. Uy lực 6 thanh phi đao bây giờ đã vượt trên 3.000 tấn, tuy không thể đâm xuyên được trang phục hắc thần, vậy nhưng cũng đủ để khiến nội tạng của lão bị chấn vỡ. Kế tiếp là giải quyết những tên chiến thần còn lại. Tạp Đặc Lan bị phi đao đánh bay vào vách núi, tên to béo cầm khiên thì bị La Phong điều khiển gốc Liễu Thủ Vương ném thẳng vào người. Liễu Thủ Vương bị nhấc lên, mộc tâm bay ra ngoài, đây chính là mộc tâm có tu vi vạn năm, quy ra hơn đẳng cấp nghìn năm mà anh vừa mới hấp thu rất nhiều. Đầu tốt bị đoạt mất. Đám người bên kia rất không vừa lòng, vậy nhưng đối thủ trước mặt lại quá mạnh mẽ cho nên không dám xông lên. Bọn chúng phân tán ra chạy, La Phong chỉ tập trung vào Lý Diệu. Lão ta vừa chạy vừa phải chật vật tranh né. Chỉ tiếc rằng uy lực của phi đao quá mạnh, cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho như xương. Lý Diệu đành phải lợi dụng sức mạnh của phi đao nhằm đẩy mình ra ngoài, kéo giãn khoảng cách. Sáu thanh phi đao có sức mạnh hơn 3.000 tấn, mà Lý Diệu vẫn duy trì tốc độ chạy. Không giảm chút tốc độ nào, nếu không nhờ tính bền dẻo của trang bị hắc thần, cộng thêm công dụng phân tán lực trùng kích thì lão ta sớm đã xuống đất mẹ rồi. Lý Diệu tiếp tục muốn mượn nhờ lực công kích, một chiêu dùng hai lần sẽ mất đi hiệu quả vốn có. La Phong biết ý định đó nên lao lên đánh phủ đầu,
Vào lúc sắp bón hành cho đối thủ, thì một cái xúc tu đã đánh về phía hai người làm gián đoạn công kích. Lý Diệu thừa cơ hội đó bỏ chạy thành công. Sau khi chạy thoát, liền báo tin về cho một nữ nhân nhờ cô ta ra tay giúp đỡ. Là Phong vẫn muốn tìm kiếm, vậy nhưng Lý Diệu lại không chịu ra mặt, còn giảm tiếng động xuống hết mức khiến tinh thần niệm lực của anh không thể cảm ứng được. Ba tên còn lại thì nhân cơ hội La Phong vắng mặt để đào thải Mộc Chi Linh còn lại. Vừa mới đào xong thì anh đã có mặt. Bọn chúng thấy thế liền bỏ chạy, La Phong nhắm vào tên cự hùng khải tháp không có trang phục hắc thần. Hắn tự biết thực lực của mình không bằng nên nguyện ý sao ra thao Mộc Chi Linh. Thế là anh lại kiếm được thêm hai khối nữa. Đột nhiên, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp đang tiến lại gần. Đám người Tạp Đặc Lan thấy vậy liền vui mừng. Cô ta đến rồi thì thế cục sẽ không giống như trước nữa. Qua cầu lửa dừng ngay trước mặt La Phong, năng lượng nóng bỏng khổng lồ này là do một nữ tử phóng ra. Có thể vừa khống chế nguyên tố tự nhiên và năng lực phi hành thì chỉ có tồn tại đã vượt xa chiến thần. Cô ta gọi là Pháp Nhĩ Nghị Viện, Lý Diệu đem mọi chuyện kể lại. Pháp Nhĩ nghe vậy liền yêu cầu anh ngoan ngoãn giao ra Liễu Mộc Tâm. La Phong từ chối, Thảo Mộc Chi Linh không phải là tài sản riêng của bất kỳ tổ chức nào. Lời này đương nhiên khiến Pháp Nhĩ tức giận, phóng ra hai quả cầu lửa về phía La Phong để răn đe. Thấy đối phương cứng rắn như vậy, cô ta liền muốn sử dụng thực lực để nói chuyện. Pháp Nhĩ lấy ra bao tay rồi phóng ra xung quanh một luồng hỏa diễm. La Phong cũng vung kiếm chuẩn bị động thủ, hai người đồng thời lao vào nhau, chỉ chạm trán một chiều liền nhận ra khoảng cách chênh lệch. La Phong bị đẩy lùi, sử dụng tinh thần lực cũng bị ngăn cản. Pháp Nhĩ ngưng tụ ra nhiều quả cầu lửa rồi phóng về phía La Phong. La Phong bỏ chạy lên không trung, vậy nhưng đối phương đã chặn đường. Một bên dùng kiếm, bên kia thì dùng đôi bao tay, hai người đánh cận chiến kịch liệt. La Phong bị đấm cho rơi xuống đất. Pháp Nhĩ điều khiển ngọn lửa bao vây nam chính lại, dự định là đốt anh thành tro bụi. Anh đành phải dùng phi đao đào xuống lòng đất để tránh thoát khỏi công kích. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, anh biết đánh trực diện hoàn toàn không địch lại, nên chỉ còn cách bỏ chạy để tìm cơ hội đánh bất ngờ. Cô ta đuổi theo kịch liệt, vừa đuổi vừa phóng ra công kích chặn toàn bộ đường trước mặt. La Phong tránh né rồi điều khiển nhiều tảng đá phản công ngược lại. Tuy tinh thần niệm lực có thể giúp anh gia tăng tốc độ ở trên không trung, vậy nhưng loại ưu thế này đối với Pháp Nhĩ lại không có phát huy được quá nhiều tác dụng. La Phong lợi dụng tốc độ để tấn công bất ngờ, Pháp Nhĩ ngăn cản toàn bộ, thậm chí còn dùng tay không chặn đứng uy lực của phi đao, đồng thời bộc phát lực lượng đã chặn đứng được cửu trọng lôi đao của anh. Khoảng cách lúc này quá gần, La Phong không kịp phản công nên bị cô ta tóm đầu. Anh buộc phải giao ra Liễu Mộc Tâm, vậy nhưng bây giờ mới chịu sao thì đã quá muộn rồi. Pháp Nhĩ định tiện anh lên đường bình an, vậy nhưng La Phong lại có nước đi vô cùng thông minh, đó là ẩn giấu hai thanh phi đao phía sau Liễu Mộc Tâm. Phi đao tấn công bất ngờ, Pháp Nhĩ lập tức dùng tay ngăn cản. Trong thời gian cô ta phân tâm, La Phong đã thừa cơ thoát khốn và điều khiển tinh thần niệm lực lấy lại khối Liễu Mộc Tâm. Điều này làm cho cô ta vô cùng tức giận. La Phong lên tiếng khiêu khích rồi bỏ chạy. Cấp độ vượt qua chiến thần khi chạy trên mặt đất cực kỳ nhanh. Vậy nhưng ở trên không trung lại không có chỗ mượn lực, khiến lực bộc phát ở hai chân không thể phát huy nên tốc độ phi hành sẽ chậm hơn trên mặt đất. La Phong nhờ có tinh thần niệm lực nên tốc độ lại càng tăng. Thế nhưng về lâu dài thì rất khó thoát thân khỏi cường giả trên cấp chiến thần. Hai bên hóa thành bộ dạng mèo đang đuổi chuột. Đột nhiên, một cỗ chiến cơ đi tới, đây chính là chiến cơ của võ quán cực hạn. Chu Hỷ và Băng Sơn đi xuống gặp La Phong. Ngay sau đó, Pháp Nhĩ cũng đuổi tới. Cô ta nhận ra Chu Hỷ, về nhưng lại chưa từng gặp mặt Băng Sơn nên không biết. Chu Hỷ tiến ra nói chuyện. Mặc dù bên kia người đồng thế mạnh, vậy nhưng cô ta vẫn kiên quyết. Sau một hồi đối lý thì Pháp Nhĩ chọn cách tranh đoạt công bằng. Ai lấy được thì thuộc về người đó. Ý này cũng vừa vặn đúng với ý của Chu Hỷ. Ông và cô ta đều không tham gia, chỉ quan sát những người khác tranh đoạt. Nhìn thấy đối phương còn lưỡng lự, Chu Toàn Sát Sứ liền yêu cầu La Phong cũng ở lại. Pháp Nhĩ liền đồng ý và nhanh chóng ra lệnh cho đám người Tạp Đặc Lan tìm kiếm Thảo Mộc Chi Linh. Tuy võ quán cực hạn chỉ một mình Băng Sơn ra trận, vậy nhưng Băng Sơn lại vô cùng tự tin. La Phong vẫn cảm thấy lo lắng, Chu Hỷ liền trấn an bằng một câu. Băng Sơn có năng lực đủ để địch nổi bốn người. Lời này khiến cho anh cũng phải giật mình. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.